Vâng, xin chào bác đến với kênh chia sạp. Và hôm nay tôi giới thiệu bác một mẫu xe đua. Từ rất lâu rồi mới về bên em dòng Chia Ke. Và lần này em về một mẫu Chia Ke thương hiệu Mỹ mà full carbon. Cấu hình cũng rất là cao, đồ của dòng Tia Gra. Xe đánh giá rất là mới, độ mới của nó tầm trên 90% xe. Và đây là một mẫu xe đặc biệt là dành cho đội đua chuyên nghiệp của Pro KS Team. Một đội đua nào đó đặt dòng Chia Ke này, một mẫu riêng đặc biệt cho đội đua của bên hãng bên kia. Với cái tông màu đỏ đen rất là sặc sỡ, sport đó nhá, màu thể thao. Mà đây là mẫu Chia Ke bên em mới về. Và bây giờ xin giới thiệu tổng thể những chiếc xe. Vâng, thì những video trước đây em được giới thiệu qua các bác về mẫu Chia Ke. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ. Và theo những video gần đây em giới thiệu qua những cái dòng Chia Ke của thương hiệu Nhật đều là khung nhôm, thì nay em về một chiếc khung carbon. Khung carbon. Lớp sơn còn rất là mới nhá. Em đánh giá tổng thể trên 90% xe. Trên khung hình xe này bác nhìn rõ này. Đây phải xước nhá. Đây là cái đề can nó dán nó dính vào thôi, bác kỳ về là hết luôn nhá. Cái model của xe là dòng KS Team. Pro Racing Team tức là chuyên nghiệp. Pro tức là chuyên nghiệp các nhá, dành cho những đội đua chuyên nghiệp của Daikin. Daikin là dòng xe đua. Dòng xe đua chuyên nghiệp. Đây, KS Team dành cho những đội đua đặc quyền dành riêng cho cái dòng Chia Ke, một đội đua nào đó trên thị trường bên kia đặt riêng cái mẫu Chia Ke này để sản xuất riêng cho họ, để có một đội đua nào đó đua. Và điều đặc biệt trên cái khung hình xe bác đây thì thường em mới giới thiệu qua, thì đây là mẫu đầu tiên về bên em có cái bộ khung gắn liền với cọc yên luôn. Cọc yên liền đúc nguyên một khung và cốt yên là liền nhau luôn. Đấy, thường thường thì các bác có thể thấy rõ là cọc yên là có thể rút ra rời được, nhưng đây là cọc yên đúc liền khối rất là cao cấp. Đây là một hãng dòng Chia Ke đội đua đặt riêng để do thiết kế của xe rất đặc biệt. Các bác có thể cưa cọc yên tháo hai cái con vít ở đây ra, xuống tầm thấp có thể cắt ngắn đi và đụng đội và chụp cái này vào, chụp cái yên xe này vào chứ nó không có cái để tháo yên mất nhé, rất là lạ mắt. Bên dưới này thì nó có cái miếng bính dán đề can chống xước của khung xe. Đây là bính dán đúng không? Không phải xước xe nhé, đây là bính dán của xe. Tổng thể xe lớp sơn còn rất là đẹp các bạn, đánh giá trên 90% xe. Đây là mẫu dòng xe đua Pro Racing. Nó chuyên nghiệp, dòng xe chuyên nghiệp cho đội đua đó của dòng KS Team. Và cái màu của xe phối hợp rất là đẹp, ba cái màu rất là thể thao, đỏ đen và điểm nhấn là cái điểm nhấn màu vàng đằng trước xe. Với cái khung hình các bác đã xem đây. Đằng trước đây. Điểm nhấn màu vàng đây. Đây là cái long đen carbon bắt cho cái cọc yên cọc càng trước của xe cổ phốt carbon, qua carbon. Ghi đông xe là ghi đông màu vàng ánh vàng đó nhá, ánh kim vàng, ánh kim nhũ, ánh kim da ánh sáng rất là đẹp mắt đó nhá. Làm được kim nhôm siêu nhẹ alloy của hãng Friedrich, thương hiệu rất là tên tuổi của dòng xe đạp, nó đi phụ kiện xe đạp. Tay cuốn cũng là tay cuốn được người chơi cuốn cái màu vàng của Seda. Tay cuốn vàng luôn, tạo cho cái độ nổi bật của khung hình xe như một chú báo hoa mai vùng lên phía trước. Sử dụng với cờ đúp của chính hãng Shimano. Bên tay lắc của em bên phải em là độ Shimano Tia Gra chính hãng với bản theo xe. Bên tay trái em là sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Tia Gra, cũng của Tia Gra với bản theo xe. Đằng trước xe sử dụng với cụm phanh Techo 735. Techo 735. Càng chính hãng của xe, với bản theo xe càng carbon. Đây là nó có ký hiệu của cái nhóm đua của xe đấy, KS đây. KS là tên nhóm xe, còn team là đội. KS Team. Một đội đua là đó ở bên kia.
Và xe sử dụng được với người chơi nâng cấp thêm với cặp Mayer vành. Mayer vành người chơi nâng cấp thêm là vành của Chopic nữa nhá, thương hiệu Pháp. Thì em đã giới thiệu rất nhiều về xe của thương hiệu Chopic rồi. Vành, vành là Mayer chính hãng của Chopic. Vành nhôm hai lớp của Chopic nhá. Sử dụng lốp Maxxis chính hãng với bản theo xe 700x32C. Lốp Donto Nanto. Xe sử dụng với trục đùi đĩa của Victor Pro Wheel. Đùi đĩa trục BBF. Thì em đã giới thiệu qua về cái trục đúc của BBF trên những cái dòng xe Java cao cấp. Trước đây em giới thiệu qua. Đây là trục đúc, những đường bánh răng của nó này. Rất là khỏe xe. Của Pro Wheel Victor, trục BBF nhá. Đùi đĩa trục rỗng luôn. Rất là cao cấp. Gạt đĩa cũng ở chính hãng của Tiagra. Và cái phòng của cái khung mình nó ra xem đây. Thì là giữa khung xe được thiết kế những dòng xe cao cấp thể thao. Được vát theo cái chiều hướng của cái bánh xe đằng trước, giúp cho người đạp có lực đạp tốt hơn. Đặt về phía bên trước, lực cản gió của xe chắn gió rất là tốt. À đây, cam y lợ, cam hay gọi là đũa dẹp đó nhá, cam dẹp. Giúp cho lực của xe rất là chắn gió rất là tốt. Cọc yên của Leopard, cho chú báo vàng. Đấy, cho nên đội đua người ta thích kết hợp rất là ăn ý, rất là đẹp. Leopard thực ra là chú báo vàng, hoa mai. Đây, cái điểm nhấn màu vàng và bên trên đầu xe đây. Leopard này các nhá. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đúng của khung xe là size 50. Thì các bác đều 1m6 đến trên 1m7. Củ đề xong là củ đề chính hãng của Shimano Tiagra. Được trang bị với mười tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Lip và xích còn rất là mới, các bạn nhìn này. Những đường răng của xích lip còn nguyên, xe rất là mới. Đằng sau sẽ được sử dụng với cặp Mayer chính hãng của Chopic và vành Chopic thương hiệu của Pháp. Vành nhôm hai lớp. Cam đằng sau là cam dẹp, cam má hẹo nhá. Và bây giờ em xin là những chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Vâng, xe mới đi nước qua thôi nhưng mà xích lip còn gần như là mới nguyên. Đánh giá xe rất là đẹp. Đây là dòng xe Cherokee thương hiệu Mỹ. Được bên đội bên kia sản xuất riêng cho đội đua của Đài Kim Kim. Xuống lip. Xuống lip em. Vâng, chuyển động rất là trơn tru mượt mà các nhá. Bên phải em sử dụng hai tầng đĩa, đùi đĩa trục ép của BB. Lên đĩa rồi, xuống đĩa rồi, rất là bon và mượt mà nhá. Xe rất là thể thao với màu tông đỏ đen và cái điểm nhấn màu vàng trên yên và đầu xe như một chú báo Leopard. Và em vừa đánh giá tổng thể xong mẫu Cherokee được sản xuất thương hiệu Mỹ, được sản xuất dành riêng cho đội đua đặc biệt bên kia Pro Racing Team, cho đội đua chuyên nghiệp của đội đua KS Team. Carbon, full carbon và đặc biệt lên xe là khung xe được gắn liền với cọc yên xe là được đúc luôn carbon liền luôn. Và xe có cấu hình là full đồ Tiagra. Xe rất tốt bên em là 12.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời hẹn các bạn vào chương ngày mai.